Xin chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu đó là lồng bát quái. Lồng này là chuyên đánh trạch, đánh tôm diêu hay các loại tép rất là bé. Lồng này có đường kính có nghĩa là các bề của nó là 20-20, vuông 20. Chiều dài của nó rất là phù hợp vì đánh những chỗ là ngoằn nghèo hoặc là những chỗ có diện tích rất hẹp, ví dụ đánh trong ruộng lúa hoặc những chỗ đầm lầy đang tháo nước. Lồng này là lồng đánh trạch và đánh tôm diêu hoặc là tép nhỏ, chính vì thế mà mắt lưới của nó rất là nhỏ, có nghĩa là mắt chỉ có một phân hoặc là 9 ly thôi. Chiều dài của nó phù hợp với những chỗ đánh mà chỉ cần luồn nách, đánh trong ruộng lúa, phù hợp với đánh những lúc mà thứ nhất là chuẩn bị cắt lúa xong thì người ta tháo nước, có nghĩa là tháo nước ra để cho tôm cá lươn trạch nó ra, nó đi theo cùng, là đánh cái lồng này rất là hợp lý luôn. Lồng này có hai loại nha các bác nha. Một loại là bằng lưới này, lưới dệt này bằng lưới này, sợi xe này. Còn loại này là lồng lưới bằng lưới dệt công nghiệp. Hàng này thì giá hơn cái hàng này thì đắt hơn này các bạn nha. Hàng này hàng lưới cào đắt hơn, còn hàng này thì rất là rẻ luôn. Đấy, vuông chỉ 20 thôi, một găng tay thôi. Đấy, làm cũng các bác nhìn đây là lồng y chang như cái lồng kia thôi mà hôm giấc các thể loại bâu tay cũng như y chang như lồng kia, hôm túi đầy đủ, nhưng mà mỗi tội là nó bé thì nó phù hợp để đánh trạch mới đánh tôm diêu với cả tép nhỏ. Ngoài ra kết hợp các loại mồi, thế giới mồi luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ nha, các bác thích lấy lại mồi nào cũng được, cứ mua lồng là tặng mồi các bác nhé. Mua một lồng bắt quái bất kỳ sẽ được tặng một gói mồi, cho các bác chọn đợi một trong những cái loại mồi trong này như này.